Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 27 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy vận trình ngày thứ hai đầu tuần này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngủ hành tý dậu tương phá. Điều này khiến việc thuyết phục một ai đó với bạn trở thành thách thức không hề nhỏ trong ngày hôm nay có vẻ như đó là một đối thủ khó nhằn khiến bạn gặp khó khăn trong việc chinh phục tâm lý bạn cũng vì thế mà có ảnh hưởng không ít trong ngày này nữa đấy và ngày này với bạn tuổi tý điều gì đó cuối cùng đã diễn ra theo cách mà bạn tuổi tý cũng không nghĩ tới dưới sức ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh và với bạn tuổi tý phải cần nhiều thời gian hơn để xác định xem điều gì thực sự đang diễn ra và các kế hoạch của bạn sẽ phải thay đổi như thế nào đó sao cho phù hợp với tình hình hiện tại trong ngày cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy sức khỏe của bản mệnh tuổi Tý lúc này khá tốt, bạn thấy rõ được lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao, dù đó chỉ là vài động tác trong thời gian ngắn nhưng quan trọng là bạn duy trì đều đặn mỗi ngày, do vậy sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hội họp tiệc tùng đình đám hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất hao tốn tài lộc tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất trách oán phạt vạ hao tốn tài lộc có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày có tiệc tùng hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Tình cảm tốt, gia đạo có hỷ sự, tài lộc tốt, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc đã có sự hẹn ước giao kết thì phải tiến hành cho trọn vẹn có sự chậm trễ chút ít về thời gian gia đạo có tin vui hoặc có người đi xa gặp lại người xưa ngày thuận lợi cho đình đám tế lễ tử vi tuổi sửu bước sang ngày thứ hai tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi sửu nhờ có ngủ hành tam hợp phù trợ mà bạn hôm nay có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết bạn cũng không hiểu vì sao có quá nhiều người quan tâm để ý tới bạn vận trình tình cảm đôi lứa lúc này mặn nồng có nhiều cặp đôi nhân cơ hội này ra mắt gia đình hai bên và ngày hôm nay với bạn tuổi sửu được xem là ngày có nhiều may mắn và niềm vui đến với bạn trong ngày có thực thần ghé thăm đây còn là cơ hội cho bạn tụ tập gặp gỡ giao lưu cùng với bạn bè người thân trong gia đình và có một buổi tối ăn uống thú vị ở bên nhau nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cũng hỗ trợ cho các kế hoạch về tiền bạc của bản mệnh thêm phần suôn sẻ hơn có thể ai đó chỉ cho bạn đi đúng hướng trong việc đầu tư kinh doanh giúp gia tăng thu nhập bạn có thể nghe và làm theo gợi ý này áp dụng vào thực tế công việc của mình luôn nhé tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết ngày có tin xấu nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có tin tức xấu về buồn mạng, sức khỏe, đi lại, di chuyển của người thân, hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp, gặp rủi ro. Có tài lộc, hoặc quà tặng. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có tin tức đi xa và có tin buồn về sức khỏe, công danh, tài lộc của thân nhân, bè bạn. ngày có sự tu bổ, sửa chữa, di rời đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. tài lộc trung bình. tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. mọi việc không nên đương đầu một cách ngang ngữa, cần phải có sự khéo léo, cần đến ý kiến của quý nhân mới có kết quả. ngày có nhiều tin không tốt, tin buồn về sức khỏe, công danh, tài lộc của mình và người thân, bè bạn. có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần đến sửa chữa, mua sắm. có tin xấu về di chuyển, đi lại. tử vi tuổi Dần bước sang ngày thứ hai đầu tuần này thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh điều này hỗ trợ cho cuộc sống của bạn thêm phần hanh thông thuận lợi hơn bạn đang có cuộc sống được đảm bảo nên cảm thấy thoải mái tự do hơn trước rất nhiều hơn nữa sự tự tin giúp bạn có quyền nói ra ý kiến cá nhân mà không còn cảm thấy e ngại hay dè dặt Tuy nhiên trong ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc, cái điều này lại không tốt cho vận trình tình cảm của bạn tuổi dần ngày hôm nay và đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, bạn thực sự không muốn thu hút sự chú ý của ai đó và giờ đây với bạn bạn đơn thuần chỉ muốn tập trung cho công việc của mình mà thôi. Còn giữa các cặp đôi lúc này có khoảng cách do hai người thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch. Theo nhị thập bát tú, trong ngày có sao nguy, ngủ hành thái âm, với bạn tuổi dần nên thực hiện những công việc như, chôn cất rất tốt, lót giường cũng tốt. Nên kiên cữ những việc như, dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền. Trong ngày nếu có việc cần xuất hành đi xa thì bạn tuổi dần nên xuất hành theo những hướng tốt như, hỷ thần hướng đông bắc, và tài thân hướng chính nam, đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày thuận lợi cho các việc mong cầu về tình cảm, hôn nhân, kết bạn, đính ước, hợp tác, thi cử, xét duyệt lương bổng. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, tin tức tốt. Không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt nhưng nên tiến hành, hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trải qua nhiều giai đoạn công sức. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất tình cảm, bất hòa chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn, nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ, hẹn ước. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về hoàn cảnh, tình trạng hiện tại, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán tài lộc dễ hao tán mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin buồn vui lẫn lộn nên cẩn trọng trong việc di chuyển sử dụng xe cộ máy móc sự mong cầu về tình cảm chưa phải là lúc có sự dứt khoát tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có nhiều bối rối hoặc có những sự kiện dồn dập khiến mình phải giải quyết vừa về công việc vừa có thân nhân bạn bè đến có tin về rủi ro tai nạn, bệnh tật hoặc gặp sự trắc trở của người thân nhưng cũng liên quan đến mình. Chuyện bàn luận coi chừng lạc đề. Tử vi tuổi Mão vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu tác động, cho nên bạn đang có điểm báo cần lưu ý trước khi dấn thân làm bất cứ việc gì, bạn nên có suy nghĩ đến tính hậu quả của vấn đề, và xem xét xem những hành động ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Trong ngày đang có sao thiên ấn chiếu mệnh dự báo, hôm nay là một ngày khởi đầu mới đầy thú vị và sáng tạo cho con giáp tuổi Mão, nhất là khi bạn nỗ lực làm việc dưới mọi áp lực đây chính là cơ hội tốt để khám phá và trải nghiệm thế nên đừng e dè hay sợ hãi bất cứ điều gì nhé. tuy nhiên trong ngày cũng đang gặp ngày có một kim xung khắc dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi mão đang có dấu hiệu bị giảm sút một phần là vì thời gian này là cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật trong thời gian này. tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, ngày xung của buồn mạng không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ gặp rủi ro tai nạn buồn phiền thiệt hại hoặc có sự sai lạc về hẹn ước ký kết nhất là trong việc đi xa dễ gặp tai nạn sự thất vọng hoặc nghe tin giữ việc ăn chơi đình đám chỉ nên ngắn gọn và không nên ở lâu tài lộc chậm chạp dễ hao tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của buồn mạng, có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ đề phòng rủi ro khi di chuyển đi lại có tin xấu về sức khỏe ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng làm gì cũng không nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế có tin về đi xa có tin buồn về sức khỏe của thân nhân bè bạn tài lộc trung bình sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin mà thôi tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng mọi việc đều có sự chắc chờ trước sau mới có sự thuận lợi hoặc việc chờ mong kết quả đến gặp sự chậm chạp ngày có nhiều việc bận rộn có bè bạn thân nhân đến có chuyện trà dư tử hậu có tin buồn tử vi tuổi thìn bước sang ngày thứ hai đầu tuần này với bạn tuổi thìn xem tử vi chỉ ra rằng về mối quan hệ của bạn tuổi thìn với bạn bè người thân trong ngày này đang có cơ hội được cải thiện theo chiều hướng tích cực khi bạn đang có ngủ hành lục hợp che chở thậm chí trong ngày sẽ có người bạn hoặc người thân xa quê chủ động liên lạc với bạn và bạn cũng hãy thể hiện sự quan tâm chân thành đến họ bạn nhé trong ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có sự cản trở do thương quan gây ra lúc này với bạn tuổi thìn cần phải tăng trí tưởng tượng lên một chút để có thể nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ đa chiều hơn dường như bạn đang xem xét ở góc độ quá tiêu cực bi quan và điều này sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong cách xử lý công việc nữa đấy nhưng với bạn tuổi thìn trong ngày này cũng hãy yên tâm rằng bạn hoàn toàn có thể đối phó với những áp lực và khó khăn một cách dễ dàng khi bạn tin vào sức mạnh của bản thân có những việc khi bạn thực sự đối mặt bạn mới hiểu sức mạnh của mình tới đâu nhé tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên vội vã nêu ý kiến của mình hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin buồn về tai nạn của người quen. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. Có người đem lại điều lợi cho mình. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mọi việc nên hoạt động một cách bình thường dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có tin xa Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn. Tử vi tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ hai này đang gặp được ngày có ngủ hành tam hợp hối thúc bạn mong muốn làm điều gì đó thật dễ thương cho một nửa của mình tuy nhiên đó không phải là lý do khiến cho bạn gạt bản thân sang một bên và chỉ chăm chăm cho đối phương hãy yêu thương chính mình trước khi có thể yêu thương bất cứ ai ngày hôm nay nhé và ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đừng có đổ lỗi do hoàn cảnh mà kiếp tài mang đến đây là ngày mà có lẽ với bạn tuổi tỵ sẽ khó lòng có thể toàn tâm toàn ý cho những trách nhiệm của mình điều này cũng có thể khiến cho những người xung quanh có những ấn tượng tiêu cực về bạn nữa đấy trong ngày cũng gặp ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh tuổi tỵ cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn bạn nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình có thể bạn chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên cơ thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học lành mạnh hơn để có sức khỏe tốt nhất bạn nhé tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều biến động bất ngờ Dự tính việc này lại ra việc khác, có những sự việc hoặc con người không mời mà đến, nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, đình đám, mua sắm. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng lộc ăn. Có tin xa nên cẩn trọng khi di chuyển, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi đinh Tị thuộc mệnh thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim sức khỏe không tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ hẹn hò để thông báo sự chia tay thay đổi hoàn cảnh sống cuộc vui không trọn vẹn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình hoặc có người đem đến những tin xấu, hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi. Tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao, có tin buồn. Tử vi tuổi ngọ Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ hai đầu tuần này, đang có điểm báo, sẽ vướng phải một số rắc rối mà bạn đối mặt trong ngày, khi có sự xuất hiện tỷ kiên chiếu mệnh, không chỉ làm căng thẳng trong mối quan hệ, mà còn làm cho vấn đề tiền bạc bị tổn hao, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải cẩn thận hơn trong đầu tư về tài chính bạn cần có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng để tránh bị thất thoát về tiền bạc trong ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngũ hành xung khắc đây cũng là lời cảnh báo về tình hình tài chính của bản mệnh có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu bạn cảm thấy khó khăn hơn khi ngày tết cận kề bạn cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình bạn nhé Xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch, trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc cũng như về tình cảm. Việc cầu tài gặp may mắn hoặc có được cơ hội thi thố. Ngày tốt cho việc đính ước, hội họp kết bạn có tin vui từ xa về có duyên đẹp đến tình cờ tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu hoặc trong ngày có nhiều việc đến cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin tức vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn có tin tức về chuyện tình cảm hôn nhân hoặc có sự dự tiệc tùng đình đám có người đến tâm sự cần nghe ý kiến của mình tài lộc trung bình tình cảm tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên mưu cầu những chuyện lớn dễ có sự bỏ ngang giang dở hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến ngày có tiệc tùng hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân bè bạn có cuộc vui nhỏ tài lộc trung bình tử vi tuổi mùi xem tử vi cho thấy bước sang ngày thứ hai đầu tuần với bạn tuổi mùi đang gặp được thực thần nâng đỡ nên bạn tuổi mùi sẽ có cơ hội rất tốt để thảo luận với ai đó về một chủ đề quan trọng liên quan đến việc bạn có thể biến niềm đam mê của mình thành một điều gì đó nghiêm túc hơn bên cạnh đó trong ngày thứ hai này bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng nên hôm nay bản mệnh có phần nhạy cảm với phản ứng của mọi người xung quanh và điều này sẽ giúp bạn có thể đồng điệu với cảm xúc của họ nhiều hơn điều này giúp cho bạn có được sự thấu hiểu sẻ chia và được mọi người xung quanh mình yêu mến hơn tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi mùi trong ngày này nếu làm ở các nghề tay trái bạn cũng nhận được không ít thu nhập các thần chiếu mệnh hóa nguy thành an bạn tràn đầy năng lực có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương nhận thêm các chế độ đãi ngộ bạn có thể nghĩ đến việc bỏ vốn kinh doanh riêng tương lai cũng sẽ đạt được nhiều may mắn kết quả khả quan tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nếu có tiền bạc tài lộc thì cũng phải hao tốn về mua sắm tu bổ trả nợ hoặc được vay mượn ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có tin ở nơi xa hoặc có cuộc đi ngắn có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu giải quyết tin xấu về hư hại tài sản tài lộc sức khỏe xe cộ máy móc ngày có nhiều sự bận rộn liên tục vì có nhiều tin đến dồn dập tử vi tuổi thân bước sang ngày thứ hai đầu tuần này thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngủ hành tam hội nâng đỡ nên với bạn tuổi thân được thấu hiểu hơn đây cũng là ngày mà bạn sẽ có cơ hội để thảo luận cá nhân về những vấn đề hết sức quan trọng từ đó xin ý kiến của mọi người và chọn ra được một hướng đi phù hợp may mắn hơn là trong ngày này với bạn tuổi thân những vấn đề liên quan tới tiền bạc sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui bởi bạn đang có chính tài tọa mệnh sẽ giúp cho bạn có vận may bất ngờ có cơ hội trúng thưởng hoặc trúng số trong các trò chơi may rủi nhưng với bạn tuổi thân không nên lấy đây là lý do để bạn trở nên chủ quan và bất cẩn đâu đấy nhé. Nhất là những ai có nhiều tiền đừng để lộ thông tin kẻo có kẻ xấu muốn tìm cách hãm hại bạn để lấy tiền. Và ngày này bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày hôm nay để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy việc đến như thế nào thì làm như thế ấy nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận không có hại tình cảm tốt thuận lợi cho việc giao ước kết bạn đi xa dọn dẹp thu xếp công việc chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt hoặc nghe tin xấu về rủi ro tai nạn thất bại ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước cẩn trọng trong việc đi lại tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim ngày không nên mưu cầu việc lớn lao cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro buồn phiền có sự tu bổ dọn dẹp sửa chữa đồ đạc xe cộ vật dụng nơi ăn trốn ở nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không hãy quên chuyện cũ tử vi tuổi dậu và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có ngủ hành dậu dậu tự hình, điều này khiến cho bạn tuổi dậu hay suy nghĩ mông lung về những gì còn chưa diễn ra. Với bạn cũng đừng đánh giá mọi việc ở góc độ phiến diện nhé, như thế bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình. Hãy bình tĩnh cân nhắc và tìm hiểu thêm nhiều thông tin cho mình bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi dậu, may mắn là đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, cho thấy với bạn sẽ kiếm được khoản tiền kha khá trong tay, có thể là người khác cho hoặc bạn kiếm thêm từ nghề phụ của mình. Nhìn chung, ngày may mắn về tài chính vì nếu có khó khăn bạn cũng được giúp đỡ ngay lập tức thế nhưng khuyên bạn đừng nhờ dựa vào người khác quá nhiều nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch theo hải thượng lãn ông, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Với bạn tuổi dậu trong ngày này nếu xuất hành đi xa cũng nên chọn theo những hướng tốt như, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam, để gặp được nhiều may mắn trong giải quyết công việc tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngoài dự tính cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên chỉ là ngày nên sửa soạn bàn bạc dọn dẹp nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng có sự gặp gỡ họp mặt người thân bè bạn có tài lộc quà tặng có cuộc vui chơi, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự chắc trở trước hoặc nghe tin xấu Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ giờ nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn. Nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người. Đi xa, di chuyển bất lợi. Có người đem đến tin buồn. tử vi tuổi tuất bước sang ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất thầy tử vi chỉ ra rằng ngủ hành tam hội phù trợ dự báo cho bạn tuổi tuất hết sức quan tâm đến một thành viên nào đó trong gia đình của mình tuy nhiên người ấy dường như không muốn chia sẻ nhiều về những gì mà họ đang trải qua với bạn tuổi tuất hãy là một người tinh tế để cảm nhận và chia sẻ thôi nhé đừng khiến họ cảm thấy khó xử có thể với bạn tuổi tuất sẽ gặp nhiều rắc rối xảy đến với mình và điều này khiến cho bạn tuổi tuất không kịp trở tay bởi bạn đang bị ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh thế nhưng với bạn cũng đừng có suy nghĩ quá tiêu cực đừng quên rằng sự chủ động của bạn sẽ luôn giúp cho bạn biết cách xử lý trong mọi tình huống Bên cạnh đó, trong ngày cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang tới những tín hiệu tích cực về vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có bệnh liên quan tới da thì lúc này bạn đã tìm được giải pháp giúp làn da được cải thiện, bạn cũng quan tâm hơn tới các vấn đề ăn uống vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán, thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết, nên chờ đợi vào một dịp khác có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm có lộc nhỏ quà tặng lộc ăn mời tiệc tùng ngày có tin tức về hôn nhân sinh nở thi cử công danh đính ước tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn thân nhân đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng tài lộc vào nhanh ra nhanh nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mít lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy sự việc âm ỉ chờ đợi đã lâu nay xuất hiện cả về mặt tình cảm sức khỏe công danh tài lộc nên gấp gáp tiến hành không nên trần trừ vì dư luận có lời qua tiếng lại bàn tán ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi hợi ngày thứ hai này xem tử vi cho thấy vận trình của bạn tuổi hợi nhờ có chính quan tọa mệnh hôm nay với bạn tuổi hợi nên dành thời gian cho những việc mà bạn đang còn giang dở bất kể là bạn vội vã đến mấy đi chăng nữa có rất nhiều những mạo hiểm rủi ro trong các chi tiết nhỏ nhặt và quan trọng vì thế tuyệt đối đừng nên bỏ qua chúng nhé trong ngày lại đang gặp được ngũ hành tương sinh và đây là cơ hội để bản mệnh được mở rộng mối quan hệ xã giao do đó nếu có lời mời gặp gỡ tụ họp thì bạn đừng vội vàng từ chối hãy nhận lời một người mới quen trong hôm nay có thể là đối tác phù hợp cho công việc của bạn về sau này hoặc trở thành bạn thân của bạn đấy nhé xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch, với bạn tuổi hợi đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như, sao địa phá, sao thần cách, sao băng tiêu ngọa hãm, sao tiểu hồng sa, sao không phòng, vì vậy với bạn tuổi hợi không nên thực hiện những công việc quan trọng như cưới hỏi, hay xuất hành đi xa, hay ký kết những hợp đồng quan trọng, để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn ngày có sự hao tốn về giao tiếp giúp đỡ tiệc tùng đình đám tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc hoặc có quà tặng ăn uống tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở, khó khăn cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, chắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Việc gì có thể bỏ qua, bỏ bớt thì nên giới hạn, không nên tiến hành. Kể cả những chuyện không vui, mít lòng cũng không nên để ý. Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác không tốt. Nên giải quyết những công việc đã có dự tính, hẹn ước từ trước. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự thay đổi chút ít về chuyện làm ăn. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của 12 con giáp ngày mới. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.